Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhìn vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triều Lê Dĩnh đối đầu với Dương Tử, ai sẽ thắng, lợi thế và những áp lực. Phim mới của Triều Lê Dĩnh và Dương Tử cùng dự kiến lên sóng vào tháng 9 này. Điều này sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh gay cấn giữa hai nàng tiểu hoa đang hot hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ. Dương Tử kỳ vọng vào phim trở lại sau 2 năm. Dương Tử là diễn viên khá kén chọn các vai diễn, chính vì thế mà sau 2 năm cô mới chính thức trở lại với phim mới. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ là màn tái xuất này của cô lại đụng độ với đàn chị Triều Lê Dĩnh. Cụ thể, bộ phim Dư Sinh Chinh Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Dương Tử và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triều Lê Dĩnh cùng ra mắt trong tháng 9. Trong đó, Dư Sinh Chinh Chỉ Giáo Nhiều Hơn được hoàn thành năm 2019. Tuy nhiên, cho tới hiện nay, phim mới có lịch phát sóng chính thức. Dù vậy, tính tới thời điểm hiện tại, mức độ thu hút thảo luận của bộ phim vẫn rất cao. Sở dĩ như vậy là vì Dư Sinh Chinh Chỉ Giáo Nhiều Hơn có sự tham gia của hai ngôi sao nổi tiếng là Tiêu Chiến và Dương Tử. Trong đó đáng chú ý là Tiêu Chiến, anh được xem là ngôi sao tỷ view của màn ảnh Hoa ngữ bởi các bộ phim trước đây mà nam tài tử tham gia đều đạt thành tích khủng về lượt xem. Ngoài ra, Tiêu Chiến còn chinh phục khán giả bởi khả năng diễn xuất tốt của mình. Đối với Dương Tử, tác phẩm lần này được xem là bước đánh dấu trở lại màn ảnh của mình. Chính vì thế, fan hâm mộ đã không khỏi đặt kỳ vọng. Hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất từ khi còn rất nhỏ, cô nàng đã tích lũy được cho bản thân gần 20 năm kinh nghiệm, khả năng nắm bắt vai diễn cực kỳ tốt, nhận được vô vàn sự yêu mến của khán giả. Ngoài ra, độ nổi tiếng của Dương Tử còn được kiểm chứng qua các tác phẩm như Cá Mực Hầm Mật, Hương Mật Tựa Khói Sương. Vậy nên ở Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Dương Tử kết hợp với Tiêu Chiến được xem là màn kết hợp hoàn hảo, hứa hẹn tạo nên bất ngờ cho khán giả. Bên cạnh những lợi thế, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn cũng đối diện với nhiều thách thức. Như đã nói trên, lịch dự kiến phát sóng của phim Dương Tử đóng chính đụng độ với Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, bộ phim với sự tham gia của diễn viên chính Triều Lê Dĩnh. Đây được xem là pha cạnh tranh khốc liệt của màn ảnh Hoa ngữ trong năm nay, khi mà Triều Lê Dĩnh vốn được mệnh danh là nữ hoàng rất tinh của màn ảnh Hoa ngữ. Thêm nữa, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia không chỉ được sản xuất dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Trình Hiểu Long, biên kịch nổi tiếng Triều Đông Linh, mà còn quy tụ dàn diễn viên đầy thực lực khác như Lưu Y, La Tấn, Đường Tăng. Đây là dàn ekip kinh nghiệm và được kiểm chứng thông qua các bộ phim nổi tiếng trước đó mà họ sản xuất. Chính vì thế, điều này đặt áp lực không nhỏ cho màn trở lại của Dương Tử. Thêm nữa, bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn bị rời lịch phát sóng nhiều lần cũng khiến một số khán giả khó chịu và giảm kiên nhẫn để theo dõi. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.